một con người mới ở đất nước của mình. Ở khu công xã Paris, ngay tại nhà thờ Đức Bà, nhưng mà hiện tại thì nhà thờ Đức Bà đang xây dựng cho nên không có lung linh và không có đèn đốm gì cả. Ở bên đây là bưu điện thành phố. Ai ở thành phố thì biết hết rồi, giống như mình ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì là một trải nghiệm mới mẻ với mình. Mình bây giờ lơ ngơ láo ngéo giống như là cái trẻ lạc loài gì đó cả nhà ơi, không ngờ thế nào mà tưởng tượng ra nổi. Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm xe bus hai tuần, tại vì nếu mà mình không đi, mình thích đi ban ngày, nó ngắm cảnh nó rõ ràng hơn. Nhưng mà ban ngày thì mình chịu rồi, ngồi trên cái tầng cao, trời nó nóng sao mà chịu nổi. Bây giờ mình không biết là xe bus này sẽ như thế nào nữa đây. Bưu điện trung tâm thành phố. Bên đây là phía bên trong cái xe bus hai tầng đó nha. Và cái vé lên xe này một người là 150. Lên nào đi lên đây. Đi rồi đó hả? Đây là đường Lê Dũng. Diamond Plaza hồi xưa đây, không biết bây giờ, đúng rồi bây giờ vẫn còn là Diamond Plaza nha. Đi buổi tối thì mát hơn, thôi cái này ha. Xuống dưới là sở thú. Cái đường này là nhưng mà đường gì linh quên rồi, đường Hai Bà Trưng, đúng rồi, Hai Bà Trưng. Ở dưới đây gần sở thú thì mới là Vũng Thiêm. Vì gì quên mất rồi. Trời ơi sao mà linh tệ quá, linh quên nhiều quá cái nhà ơi. Từ ngày Lê Dũng và Công Lý. Ở Việt Nam rất là nhiều tiệm 25 sai rồi. Đây mới là đường. Ai, đường này có thể là để mình xem đường này có thể là đường nên không sai, đường này có thể là Đinh Tiên Hoàng đó không ta? Mọi người có biết không, ngày xưa Linh biết từng ngõ gấp ở trên thành phố luôn á cả nhà. Tự nhiên cái thời gian giống như là cái trí nhớ của Linh, Linh buộc phải quên đó. Linh sợ nhớ về Sài Gòn, Linh sợ nhớ về Việt Nam quá. Cái Linh tập quên. Và bây giờ thì Linh quên thật sự. Linh giống như là một con người mới vậy đó. Một con người mới ở đất nước của mình. Thank you.
đây cũng đẹp quá. Cứ quay một bên ngoài. Dân tình ở trên xe bus cũng đưa máy quay tùm lum hết. Linh sẽ trở lên đây và Linh sẽ thử nghiệm cái chuyến tàu Sài Gòn. Wow, đẹp quá, đẹp quá. May quá, thời tiết rất là đẹp. Nó rất là hợp lý để mình đi chơi. Đường này là đi xuống đường Tố Hữu nha cả nhà. Nhìn đi, Sài Gòn hoa lệ của chúng ta đây. Đây thì có khu quán cốc cho mọi người ngồi thưởng thức đồ chiên nè, khô mực. Các xe bus đang quay lại. Bye bye. Chỗ này là đường cuối của xe bus rồi. Đang ở Singapore là Bangkok gì đó chứ không phải là Sài Gòn quen thuộc của Linh nữa. Linh bây giờ là khách ở trong nhà rồi, tuổi thân dễ sợ luôn. Nhà hàng Hàn Quốc ở Sài Gòn thì mọi người thấy là quá trời nhà hàng, quá trời cái gì cũng có cả. Có cả những góc phố rêu phong. Tòa nhà cũ. Đường này là đường Tôn Đức Thắng sao ta? Tại vì Linh nhớ cái tòa nhà này. Tòa nhà ngày xưa hình như là tòa nhà 32 tầng. Trung tâm thương mại Sài Gòn, Sài Gòn Trade Center. Đúng rồi, đường này chắc là đường Tôn Đức Thắng là đúng rồi. Đó là cái tòa nhà mà Linh nhớ. Cho nên Linh mới có thể nói cho mọi người biết là Linh đang ở đâu. Trời ơi, hồi nãy vậy mà cứ tưởng cái đường là đường Nguyễn Tiên Hoàng đó chứ.
không biết là xe bus này sẽ đưa mình đi đâu tiếp theo. Vì hồi nãy mình lên đó, thì các bạn thấy là mình lên ở đường Công xã Paris. Họ nói sẽ dừng cho mình xuống ở Nguyễn Huệ, nhưng mà bây giờ họ tiếp tục chạy trên con đường Tôn Đức Thắng nối dài. Thì con đường Tôn Đức Thắng là ngày xưa có rất là nhiều cây cao, nhưng mà bây giờ họ đã mở đường đó rồi. Đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai là ở đây, góc đường. Đường này hồi xưa là có một cái tiệm bánh cuốn rất là nổi tiếng, nhưng mà bây giờ thì không biết còn không. Ngày xưa các bạn bán bánh cuốn đó cũng học chung một khóa với Linh ở lớp 12 ở trường Trung Vương đó cả nhà. Thì bây giờ Linh tìm thì ở đây bánh cuốn Hồng Thạnh lên nhà của bạn ấy. Nói chung là cái bạn đó mình biết thôi chứ không phải là thân thiết gì cả. À, lại có bún rêu nữa, bún rêu. Mong là sẽ có dịp đến đây ăn. Đường này thì ít đèn hơn nhưng có rất là nhiều cây me. Ngày xưa thời đi học quá thì những con đường như thế này rất là lãng mạn. Đây là nhà hàng mà ngày xưa Linh cũng hay ghé ăn đây. Mọi người thấy cái dọc đường quá trời quá, quá trời nơi để mình dừng lại. Các bạn có thể dừng lại để thưởng thức bất cứ ở trên con đường nào của Sài Gòn. Mình đã đi tới hồ con rùa rồi nè. Người ta nói ngày xưa là có một con rùa để trấn, và hình như là cái trụ này là thanh kiếm ở cả nhà để trấn con rùa, nên mình không biết có phải hay không. Ngày xưa thì cái hồ này cũng ít có đẹp như bây giờ, nhưng mà bây giờ thì đẹp quá, rất là lãng mạn để cho mọi người ngồi ăn uống chơi. Ôi mình mê quá đi, quê hương của mình. Thank you.
xưa cái tượng Đức Trần Hưng Đạo là cao vời vợi ở cái khu vực này, nhưng mà còn bây giờ thì là lọt thỏm với chính giữa những cái tòa nhà cao tầng. Trải nghiệm nha cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật vui. Hãy đón chờ clip tiếp theo nhé.